Sương đâu rồi? Sương ơi. Sương. Sương ơi. Sương. Sương đi đâu rồi? Sương. Sương ơi. Sương. Chào cho bà. Ôi, con. Con về rồi à? Có thật con không? Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Mẹ chờ. Chờ mãi con ạ. Dạ. Bà ơi, cháu là Giang, bạn của Duyên ạ. Có lần cháu đã về đây rồi đấy ạ. Ừ, về được là tốt rồi. Mẹ không mắng con nữa đâu. Mẹ hứa. Cô thấy đợt này bà hay lẫn lắm. Cháu thử hỏi bác sĩ xem sao. Dạ, hôm qua cháu có nói chuyện với bác sĩ về tình hình của bà. Bác sĩ bảo phải theo dõi bà hàng ngày, tại vì bệnh này phải điều trị lâu dài cô ạ. Cháu cảm ơn cô vì thời gian qua đã giúp cháu chăm sóc bà ạ. Ngày mai cô phải vào Nam thăm con gái. Cháu phải tính nhờ ai để ý chăm sóc bà. Dạ vâng, cháu sẽ ở nhà chăm sóc bà ạ. Lúc nãy cháu đi chợ, có người bạn đến tìm, còn hỏi đường ra mộ mẹ cháu để thắp hương. Bạn của cháu ấy ạ? Bạn ấy tên là gì đấy hả cô? Bạn gái, tên là Giang. Thế ạ? Đúng là mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Thế nhưng không phải là em không có gì để nắm lấy. Em phải bám víu vào đâu hả anh? Vào tình yêu mà bố mẹ dành cho em. Bố, mẹ, nhưng họ không phải là những người sinh ra em mà. Anh có nghe chú Thắng kể lại mọi chuyện. Mẹ đã biết chuyện này một tuần sau khi em sinh ra đời. Nhưng mẹ đã yêu thương chăm sóc em thế nào? Em cảm nhận được chứ? Cho đến khi biết chuyện này, em luôn nghĩ mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế gian. Mẹ đã nuôi em bằng tình yêu thật sự. Chính vì vậy mà em mới có cảm giác đó. Chính vì chuyện này làm cho em không thể chấp nhận được em không phải là con đẻ của bố mẹ.